Xin chào các bạn, hôm nay mình xin mời các bạn tham quan vườn thú ngoài trời duy nhất ngay tại trên đảo Montreal này nha. Từ khu trung tâm Montreal đến đây khoảng 30 phút lái xe. Thì nếu như bạn nào yêu thiên nhiên và có con nhỏ và không muốn lái xe đi xa hoặc là gạt ra khỏi thành phố thì đây chính là điểm lý tưởng cho các bạn. Xin chào cô chú, hôm nay là kỳ này mình được một người quen cho biết là ở đây sở thú này vào mỗi chủ nhật đầu tháng thì họ mở cửa cho vào miễn phí. Cho nên mình thừa cơ hội này dẫn các con mình đi tham quan các loài động vật khác nhau ở đây, có nguồn gốc từ Quebec, và nhân cơ hội mình đi ra ngoài để đi bộ luôn. Kỳ này mình đi vào ngày miễn phí cho nên là mình tiết kiệm được cũng nhiều tiền, tại vì đây là lần thứ hai mình đến đây và lần đầu tiên là người lớn cũng khoảng 20 đồng một vé và con nít thì khoảng 10 đồng. Thì nếu như cả gia đình mình thì là tiết kiệm được 50 đô rồi. Thì các bạn có thể book vé trên mạng rất là dễ luôn và có nhiều chỗ trống lắm. Cái cổ này. Wow. It's flying. It's flying. Sở thú này nó mở cửa nguyên năm. Thì nó gồm một phần ở trong nhà và phần ở ngoài trời. Như con mình đang đứng là ở trong nhà đây. Và ở trong nhà thì gồm các loại thú sống ở dưới nước như là rùa, cá, ếch và rắn. Còn phía ngoài trời là các loại chim, vịt, gấu đen hay là linh miêu Canada, đại bàng, vân vân. Và những cái thú này đều là có nguồn gốc từ Quebec hết. Xem xong phần ở dưới thì bây giờ tụi mình đi lên cái tầng giữa. Tầng giữa thì có một cái tiệm bán đồ lưu niệm. Thường thường các con mình đi đâu cũng thích vô tiệm quà lưu niệm để coi có cái gì để nó muốn mua. Thì đây là tiệm quà lưu niệm đây. Và sau đó kế bên tiệm quà lưu niệm thì nó có một cái chỗ, cái room, một cái phòng để cho nhiều bàn ghế cho mình ngồi ăn. Nhưng mà họ không có bán đồ ăn nóng, họ chỉ có bán các loại nước hoặc là các loại bánh kẹo thôi. Và ở trong phòng ăn này có rất là nhiều ghế cho mình ngồi. Và có sẵn cái hai cái microwave để mình hâm đồ ăn luôn. Nếu như các bạn nào mà đi có gia đình, có con nhỏ đó thì có thể mang đồ ăn vô đây và ăn chung và có chỗ hâm đồ ăn luôn, tại vì ở đây không có bán đồ ăn. Tụi mình cho tụi nhỏ ăn no trước khi nó đi ra ngoài trời tham quan cái phần ở ngoài trời, để thôi nó bắt nó đi bộ nhiều nó sẽ la. Sau khi ăn uống xong, các con mình có sức rồi, bây giờ bắt đầu đi ra khám phá ngoài sân. Thì ở đây mình thấy là nếu các bạn đi đó nên đi hoặc là buổi sáng sớm hoặc là sau khi buổi chiều, tại vì giữa trưa đó có rất là đông người. Hôm nay là tụi mình đi vào sáng sớm đây. Bây giờ là bắt đầu mùa xuân, có rất là nhiều chim hót nhưng mà có nhiều con thú vẫn còn đang ngủ đông. Đâu, không thấy. Đó. Không cần mask nữa. Quên. Thank you.
Đến đây, ngoài việc ngắm các con thú ra thì các bạn có thể đi dạo và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên, hít thở không khí trong lành cũng là một cái hoạt động rất là tốt giúp cho mình relax và không có bị stress. Ở giữa vườn thú còn có một cái khu vui chơi cho các em nhỏ. Đến đây thì các phụ huynh có thể ngồi nghỉ ngơi trong khi chờ các em chơi. Các con mình rất là thích chỗ này. Tuy là chuyến đi này tụi mình không có thấy được nhiều thú, tại vì có nhiều con còn ngủ đông đó, nhưng mà tụi mình cũng rất là vui, là tại vì thứ nhất là miễn phí và thứ hai là các con mình nó được chạy nhảy và hít thở không khí trong lành ở ngoài đây.